là nhiều người họ thích tới đây á. Các món nướng. Một số quán đang khá là ế. Đây là làng nướng Bà Sáu nhỏ. Các cái cô này là tiếp thị nhá, tiếp thị bia của hãng. Những xe trong nhà. Bên kia là các cái cô này là cái quán mấy anh Thái anh hay review đây. Đó, đẹp gái quá. Đó, ở bên đây này, đó toàn những cái cô đẹp đứng ngồi chơi á. Đi thẳng về. Quán Lavan Coffee. Các anh Tây xếp hàng, các anh ngồi á. Quán bim cay số 1 Singapore. Cà phê khoai tây, cà phê gì tối thui này á. Kia là cái quán India, quán của Ấn Độ á cả nhà. Đây họ bán bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ này. Đức Vương. Đây có cả cái quán bia thủ công á, ông cao cả quán bia thủ công luôn. Đây các cô này, cô đi với tiếp thị gì á, cái dịch vụ là massage bỏ ghế nam giao. Đó cũng là một cái quán ăn ngon. Các cái bạn Tây dò cái cẳng của các bạn ấy rất là cao. Rồi tới đây là hết cái phố đi bộ Bùi Viện. Thì mình sẽ nói anh chị quay lại à. Tới đây là hết rồi. Đó. Hôm nay là họ không có bật đèn. Mình quay lại. Đi ra phía bên ngoài kia thì nó cũng vậy vậy thôi. Vâng. À, thường cái đoạn này thì là thứ bảy chủ nhật thì vẫn đi bình thường. Chỉ có bắt đầu từ chỗ khúc ngã ba trên đến đầu trên kia thì là mới cấm thôi. Đó. Xe cộ vẫn cho chạy được. Mình đi qua lề bên kia coi cái các cái món hoặc là đây là cái xe này họ đi bán rong mực ấy, mực chiên nước mắm nọ kia. Đó, coi đây các món nướng cua khá là đông. Đó, rất là nhiều món á, mực ốc móng tay. Họ tưởng mình chắc là Tây á, mình
ta thôi. Vâng. Red butter. Chơi visa, chọc visa ở trong đó cả nhà. Welcome nhà hàng Ấn Độ. Có các anh Tây ngồi mỗi anh chai bia. Vậy là ngon. Rồi, các cô gái massage, cô ấy tiếp thị dịch vụ massage. Lương của các cô là 8 đến 10 triệu một tháng à. Lương chỉ có mỗi cái việc là tìm khách thôi. Đó, các cái anh Tây đang đây ngồi. Đây, nguyên dàn này các anh Tây ngồi rất là ngoan đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mỗi anh trai Tiger to vật rồi. Đây, chị này chị bán đậu hũ nóng cô Thủy. Đậu nóng này ngon lắm này, chạy ra. Anh dùng đi, anh dùng đi, em không ăn. Dùng đi, ngồi đi. Ngồi đi em, ngồi em quay thôi. Cho hai chén thôi. Đặt lại đây đi. Chị ăn đầy đủ không hay là đường không? Ở trong nước dừa luôn nha. Nước dừa mà để, nước dừa để đường hết thôi. Là nhiêu tiền chén gì? Dạ 7 ngàn. 7 ngàn cho hai chén. À, đậu hũ nóng cô Thủy á. Ngày nào gì cũng bán ở đây à? Anh ngồi ghế đi, anh ngồi đi. Không, em không dùng. Biết cái gì à rồi, ok. Rồi, rồi. Anh ngồi đi. Vậy là một ngày này phải ngàn chén hả? Đây con gái cô á. Trời ơi, đẹp gái quá. Đẹp gái quá. Này quay này có ai về, có anh nào Việt kiều mà chưa vợ sang đây cô có cô gả không? Trời ơi ạ. Năm nay mới đại học năm nhất rồi con. À đại học, em học năm trường nào? Phu Tích á. Rồi. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá không? Bên kia các bạn, các mấy ông Tây ngồi xếp hàng uống bia rất là ngoan á. À một hàng luôn. Đây là góc ngã ba Bùi Viện và Đề Thám à. Có cô Tây này, cô ấy chắc bị đau chân, cô đang chống nạng đi. Còn bên đây là Đỗ Quang Đẩu. Góc Đỗ Quang Đẩu và đường Bùi Viện à. Bây giờ sinh viên đại học là nó có người yêu rồi, ra trường cái là kêu cưới hoài luôn á. Giờ có người yêu luôn. Nó sao nó ế quá, bây giờ nó chưa có người. Trời ơi. Mày học biết sao không phải ăn đầy đủ hả con? Nhưng mà tiêu chí người yêu em như thế nào em? Đẹp cao to đẹp trai à. Đó. Mà cao mét mấy? Em phải tiêu chuẩn rõ ràng chứ bạn anh nhiều lắm mà anh không biết là tiêu chuẩn như nào. À, càng cao càng tốt. À, em 1m63 thôi, anh nào gọi là 1m73, 1m8 đi. Ồ, chị bán này đắt hàng quá. Ngon, quá ngon. Mình đi tìm mấy bữa nay. Em vô 3 phút đi ra có, chợ nó. Vâng, vâng. Đặt ở trên mấy đứa nó tự ăn nó đưa lên. À. Cái đậu hũ này là làm từ cái gì là gì? Từ đậu nành. Xong rồi kia là trong cái đấy là gì đấy? Cái hạt đó là hạt gì đấy? Bột năng. Bột năng. Với nước cốt hoặc đường thôi. Ờ, cốt dừa nữa là ok. Bột năng nó làm giống như là cái gì? Viên viên giống như chân châu đúng không? Dạ đúng rồi. Giống như là cái gì miêu, cái gì miêu.
Ngày nào gì cũng ngồi đây à, hay là ngày nào cũng ngồi đây? Rồi. Đêm sau con kêu một tiểu đội tới. Đây là cũng bán hết. Bán 30 năm rồi. À 30 năm rồi. Ngồi dưới đây là trên 15 năm à. À. Bán này luôn. Bé nó giờ già luôn rồi. Đó, đây là cả nhà ai ghé là đậu hũ nóng cô Thủy mà gì hay ngồi ở chỗ 167 Bùi Viện đó. À, 167 Bùi Viện. Rồi, mình đi chưa? Rồi, đi uống cà phê nhá. Rồi, rồi. Rồi, xin chào. Dạ. Bây giờ mình cà phê nhạc nhẹ hay là nhạc nặng? Dương Tấn ở đây thích cái gì cái dạng mình là cái đó. Không, em thì cái nào cũng ngồi cũng được, giống như tùy cái gu anh chị là thích cái nào. Thích nhạc. Đừng có lớn quá, đừng có nhẹ quá. Vừa rồi thôi. Có thích là họ hát đâu, ngồi họ tức là họ hát clip hay là nhạc? Nghe nhạc được rồi. Nhạc được rồi đâu. Nhưng mà thực ra ở đây thì nhạc nó bị cái là nó nhiều quán cạnh nhau nên là nó hay bị lẫn. Không biết nhạc nào hát đấy, tức là có khi quán bên này nhưng mà nhạc quán bên kia này bự hơn. Thì cái quán nào đừng có nghe chăng chỗ nó gọi là cái gì chỗ giao luôn cái 3-4 dòng nhạc mà đâu có nghe chăng à. Trên kia một cái quán nữa. Mới ngồi đây nhá. Ngồi đi. Ngồi ngoài luôn. Rồi, ta sẽ vô đây nhá.